Trần Khánh Đăng. Và hôm nay mình đến với Minh Phụ Music để chia sẻ với các bạn một chút về guitar. Theo cái hành trình tự học của mình thì mình thấy guitar là một môn nhạc cụ rất là dễ tiếp cận. Chỉ cần các bạn có cho mình một cái niềm đam mê thì các bạn vẫn có thể đến với guitar một cách dễ dàng. Mình có 4 yếu tố để cho các bạn hiểu về lý do vì sao bản thân mình đã chọn guitar. Đầu tiên là guitar rất là dễ tiếp cận. Đối với mình á, guitar nó không quá mắc. Bởi vì một cây đàn mà mình tìm hiểu á, giá dao động của một cây đàn giá rẻ thì cũng khoảng tầm 1 triệu. 1 triệu là chúng ta đã có một cây đàn chơi gọi là ok rồi. Mà một cây đàn guitar tầm 7-8 triệu á, phải gọi là một cây guitar chất lượng cao rồi đó. Thì nó có thể dùng trong khoảng 20-30 năm, thậm chí cả đời. Các bạn xài một cây guitar 7-8 triệu là chuyện bình thường. Một cái ý thứ hai nằm trong những ưu nhược điểm của guitar, đó là guitar cực kỳ dễ chơi. Có thể các bạn nghe nhiều người nói ở xung quanh đó là guitar thì lúc tập rất là đau và có thể là rất lâu chúng ta mới có thể đánh được bài nhạc đơn giản. Nhưng mình là một người chơi guitar và mình là người tự học. Cái khả năng chơi guitar của mình thì các bạn đã thấy rồi đó. Ở cái mức điểm hát cơ bản á, mình mất chỉ khoảng 1 tháng cho tới 2 tháng là mình có thể hoàn toàn đánh được những bài nhạc cơ bản. Vậy thì guitar nó không quá khó trong mắt của mình, và thậm chí là trong mắt của nhiều người guitar nó không khó. Đến ý thứ ba mà mình muốn nói, đó chính là cái việc chúng ta mang một cây guitar, chúng ta có được cái tính di động cao hơn là rất nhiều nhạc cụ khác. Bởi vì guitar nó là một cái nhạc cụ, thứ nhất nó nhỏ gọn, nó không quá cồng kềnh như một cây piano cơ. Và thứ hai, nó là nó có cái tính di động, chúng ta có thể đem vào bao và chúng ta đem đi rất nhiều nơi. Thì chúng ta có thêm một lý do nữa để chúng ta vững bước trên con đường học nhạc cụ của mình, đó chính là chúng ta có được sự kết nối với mọi người. Và sự kết nối này cũng là lý do thứ tư mà chúng ta lại chọn guitar. Các bạn học xong, các bạn lại muốn đem nó để các bạn trình diễn, ca hát chung, sử dụng chung một thứ tiếng nói, đó là âm nhạc, đó là những tần số để chúng ta liên kết, chúng ta lan tỏa đến mọi người, chứ không chỉ là thể hiện cái trình độ cá nhân của mình nữa. Muốn tìm kiếm cho mình một cái đàn phù hợp thì tất nhiên các bạn sẽ phải chọn những cơ sở cửa hàng uy tín, chất lượng. Và mình có một gợi ý cho các bạn, đó là đến với cửa hàng của Minh Phụng Music, nơi mà chúng mình sẽ tận tình, chu đáo cũng như có tâm với khách hàng. Và nghe nói là ở bên Minh Phụ Music đang có một đợt sale rất to. Những mẫu đàn đang được sale 40-50%. Thậm chí những dòng đàn cao cấp và có tên tuổi lớn và nổi tiếng, ví dụ như là Yamaha, như là Chad, như là Hess. Và kể cả Yamaha, cái dòng cận cao cấp và cao cấp nha, ở bên Minh Phụ Music cũng đang sale từ 16 triệu đến cái mức 9 triệu. Và các bạn có thể thấy 16 triệu sale còn 9 triệu, nơi nào các bạn có thể tìm được những mức giá như vậy. Điển hình là cái đàn mình đang cầm trên tay đây, nó là dòng của Chad. Qua trải nghiệm của mình nhận thấy nó có rất nhiều điểm ưu việt, quá tuyệt vời cho một cái cây đàn với chỉ 1,3 triệu mà các bạn có được cái độ hoàn thiện đến như vậy. Thì nói sơ về đặc điểm chung của cây Chad này, thứ nhất là độ hoàn thiện cực kỳ cao, thứ hai là chất liệu gỗ nguyên miếng, thứ ba đó là về dây, là chúng mình đã hỗ trợ, chúng mình lắp dây và thay dây sẵn sàng cho các bạn để các bạn trải nghiệm rồi. Tiếp theo nữa, nó có sẵn EQ ở trên cái cây đàn này đây, và EQ của Fishman, cho nên các bạn có thể yên tâm về chất lượng. Nói về chất lượng EQ thì Fishman phải đứng đầu. Và bởi vì số lượng có hạn, cho nên nếu bạn nào thực sự có nhu cầu và yêu thích thì các bạn có thể đến với showroom của Minh Phụ Music, hoặc các bạn liên hệ trực tiếp với số hotline đang hiện trên màn hình, và cũng như là nhắn tin qua fanpage cho tụi mình để tụi mình có thể hỗ trợ tư vấn một cách chính xác và tận tình nhất. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích thì hãy để lại cho chúng mình một nút like, một lượt đăng ký, và cũng như là bấm nút chuông để nhận được những video mới nhất từ Minh Phụ Music. Mình là Đăng, một người bình thường với ước mơ rực rỡ hơn mặt trời. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở series tiếp theo.